các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách làm một số trợ phương. Nước uống tăng cường sinh lực: 10g sâm Mỹ, 10 lá trà 3 năm, 10kg cầu kỷ tử, một chén nước, tất cả chưng cách thủy sôi trong 30 phút, rồi chắc nước này ra chén. Lần 2, cho một chén nước vào hỗn hợp này để chưng tiếp trong 30 phút và chắc lấy nước uống, uống trong ngày lúc nào cũng được. Ha ha ha, 问什么的说。